một trường có 600 học sinh và 24 thầy cô giáo. Người ta thấy cứ có hai học sinh nam thì có 3 học sinh nữ. Cứ có 3 cô giáo thì có một thầy giáo. Hỏi trường đó có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ. Các con cùng lắng nghe lại một lần nữa nhé. Một trường có 600 học sinh và 24 thầy cô giáo. Người ta thấy cứ có hai học sinh nam thì có 3 học sinh nữ cứ có 3 cô giáo thì có một thầy giáo hỏi trường đó có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ như vậy bài toán cho chúng mình biết điều gì và yêu cầu chúng mình tìm điều gì ta cùng phân tích lần lượt bài toán cho biết cứ có 3 học sinh nữ thì có hai học sinh nam như vậy số học sinh nữ ứng với 3 phần thì số học sinh nam sẽ ứng với hai phần và tổng số sẽ có 600 học sinh. Thế còn số thầy giáo và cô giáo thì sao? Cứ một thầy giáo thì sẽ có 3 cô giáo. Như vậy, nếu thầy giáo là 1 phần thì số cô giáo sẽ là 3 phần và có tất cả là 24 thầy cô. Cô đã tóm tắt xong phần bài toán cho biết. Cứ 3 bạn nữ thì có 2 bạn nam và tổng số học sinh là 600 học sinh. Cứ ba cô giáo thì có một thầy giáo. Như vậy, coi số thầy giáo là một phần thì số cô giáo sẽ là 3 phần và tổng có 24 thầy cô giáo. Bài toán hỏi chúng ta điều gì? Hỏi là cả trường có bao nhiêu nam và bao nhiêu nữ. Vậy nam ở đây chính là số học sinh nam cộng với các thầy giáo. Nữ ở đây chính là số học sinh nữ và cộng với các cô giáo thì mới ra số nam số nữ của cả trường các con nhớ nhé